Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh của XT Mobile. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia tay và đánh giá nhanh về mẫu sản phẩm đã ra đời cách đây khá lâu. Cụ thể đó là chính là dòng iPhone 6S Plus. Và để xem rằng thì hiện tại ở cái thời điểm 2018 này thì mẫu iPhone 6S Plus nó có lỗi thời hay không. Mà mình nghĩ rằng thì lỗi thời hay không thì nó còn sẽ tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng cũng như là ý kiến khách quan của từng cá nhân nữa. Với cương vị là một người dùng phổ thông như mình đây thì mình không có quá nhiều tiền để chọn những cái dòng máy cao cấp cả ngàn đô. Thì hôm nay mình sẽ nêu ra những cái lý do cũng như là những cái quan điểm của mình về mẫu iPhone 6 Plus này rằng ở cái thời điểm này nó chưa hẳn là lỗi thời. Mời các bạn cùng xem video nhé. Và hiện tại thì iPhone 6 Plus đang có mức giá cực kỳ tốt tại XT Mobile. Nếu như anh em nào quan tâm mức giá bán của nó cũng như là các chương trình khuyến mại khác tại XT Mobile thì đừng quên truy cập đường link mình để dưới phần mô tả nhé. Còn bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Nếu mà điểm qua về giá cả trong phân khúc thì về độ chi tiết hoàn thiện cao cấp trên iPhone 6 Plus là cực kỳ đáng để chúng ta kỳ vọng. Vì dẫu sao thì iPhone 6 Plus vẫn là một trong những cái dòng máy mà bán cực kỳ chạy ở cái thời điểm mà nó ra mắt. Vì nhà Apple đã ưu ái và nâng cấp cho iPhone 6 Plus sở hữu được cái chất liệu hợp kim nhôm nguyên khối đó là Series 7000 và có thể nói rằng là độ cứng nó gấp 3 lần với cái mẫu tiền nhiệm bộ đôi là iPhone 6 và 6 Plus đã ra mắt trước đó. Rồi và đó là về cái phần mà yếu tố về độ cứng. Còn đẹp lại là một chuyện khác nữa. Khi mà độ hoàn thiện chi tiết từ các cái đường bo cong trên iPhone 6S Plus đến cái giắc tai nghe nè, phím tăng giảm âm lượng nè, nút nguồn nó vô cùng sắc sảo và không hề cho chúng ta được cái cảm giác đang sử dụng của thiết bị cực kỳ rẻ tiền, nó không bị ọc ẹp trong quá trình mà chúng ta sử dụng. Vậy nên là có thể nói rằng thiết kế ở cái thời điểm này iPhone 6S Plus không hề lỗi thời, dù nó đã ra mắt cách đây đã khá lâu rồi. Chúng ta sẽ có một cái màn hình tuyệt vời để giải trí cực ổn trong tầm giá. Thực ra mà nói thì ở thời điểm hiện tại này, cái cụm từ mà màn hình vô cực, tràn viền này, ta thỏ này vân vân, thì quả thật thì iPhone 6S Plus nó không có thật. Nhưng có tệ hay không khi mà nó được trang bị cái màn hình có kích thước là 5,5 inch với độ phân giải là Full HD. Về chất lượng hiển thị cũng như là cái màn hình to sẽ là một trong những cái ưu điểm cực kỳ tuyệt vời cho các bạn giải trí mỗi ngày mà chúng ta không có cái cảm giác khó chịu vì màn hình quá bé hay là quá nặng cầm lâu sẽ gây ra mỏi tay trong quá trình chúng ta sử dụng, bởi vì máy chỉ có trọng lượng mình nhớ là 192g mà thôi. Kèm với cái ưu điểm mà vượt trội hơn hẳn những cái dòng máy khác đó chính là về cái phần mà màu sắc hiển thị trên cái con iPhone 6 Plus này sẽ cho chúng ta về cái độ chính xác màu sắc và cái độ sai màu sẽ thấp nhất có thể luôn. Màu sắc trên iPhone 6 Plus hiển thị cực kỳ chân thật nên là các bạn có thể tự tin thoải mái chỉnh sửa hình ảnh hay là xem phim, chơi game trên cái con máy này là cực kỳ phơi luôn. Apple i9 với dung lượng RAM là 2GB. Xét về phần hiệu năng thì đừng nói tới cái việc chơi game phổ biến như là Fan 9 nè, FIFA nè, thì đến cả những cái tựa game mà đòi hỏi những cái hiệu năng cao hơn, ví dụ như Liên Quân nè, PUBG Mobile nè, v.v. thì chẳng hề làm khó được cái chiếc máy này đâu. Hiệu năng từ những cái dòng đời máy từ 6S trở lên thì các bạn cứ yên tâm mua về và dùng thôi. Các thao tác cơ bản thì con này phải trụ tốt trong vòng một vài năm tới nữa nên là các bạn yên tâm đi. Đừng có lo lắng là mua xong lại về mà chẳng có chơi được trò gì nhé. Mà tiện mình sẽ nói luôn về cái dung lượng pin về những cái đề Plus của Apple. Thì pin được cải thiện cũng như là được nâng cấp khá là rõ rệt. Khi mà dung lượng pin trên iPhone 6 Plus có dung lượng là 2350mAh. Mà nó được tối ưu với cái nền tảng là iOS thì các bạn biết được rằng là cái thời lượng pin của nó tốt như thế nào rồi đó. Các bạn có thể tự tin quăng cái cục sạc dự phòng ở nhà cho mình đi và xách iPhone 6 Plus lên đi chơi bất kể các bạn đi đâu, làm gì. Có thể là các bạn tối về nhà chơi thêm một vài trận Liên Quân Mobile nè, PUBG Mobile nè, rồi sạc cũng chẳng có ăn nhầm gì đâu. Còn về phần camera thì mình chắc rằng sẽ là một cái mà người dùng cực kỳ quan tâm khi mà chọn mua một chiếc máy. Và mình nhận thấy rằng là cái nhu cầu không chỉ ở những cái bạn trẻ cũng như là những cái bậc phụ huynh luôn, vẫn sử dụng điện thoại để chụp hình thay cho máy ảnh, thậm chí là còn đăng lên mạng xã hội Facebook nữa kìa. Vậy nên có thể nói rằng là về camera là một trong những yếu tố mà người dùng rất là quan tâm khi mà chọn mua. Còn về thông số của camera sau trên iPhone 6S Plus sẽ cho chúng ta độ phân giải là 12MP, kèm với đó cho chúng ta được cái khả năng quay phim đó là 4K và chống rung quang học OIS. Còn về phần camera trước thì sao? Có độ phân giải là 50MP. Kèm với đó là chúng ta sẽ có một cái công nghệ rất là hay, đó là Retina Plus, sẽ giúp cho chúng ta trong quá trình selfie á được đầy đủ ánh sáng hơn. Nó sẽ cho ra những cái tập ảnh sẽ chất lượng hơn rất là nhiều so với cái việc mà chúng ta không được trang bị cái công nghệ này.
Thì để rõ hơn về cái phần camera thì mình sẽ show một vài tấm ảnh cho các bạn nhận xét về chất lượng ảnh trên camera trên iPhone 6s Plus nhé. Rồi tóm lại thì mình thấy rằng iPhone 6s Plus vẫn là một trong những con máy rất đáng để hot để sở hữu trong cái tầm giá này, cũng như là trong năm 2018. Các bạn thấy như thế nào khi mà các bạn sẽ lựa chọn em nói chứ? Đừng quên để lại phần comment cho tụi mình biết nhé. Nếu như các bạn đang muốn sở hữu chiếc điện thoại iPhone 6s Plus ở mức giá ưu đãi nhất, thì các bạn có thể nhấn vào đường link ngay ở phía dưới phần mô tả để nhận được mức giá hấp dẫn. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye!